Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng YouTuber The Bug Gaming trong tựa game Đại Chiến Lục Đạo. Và đập vào mắt chúng ta sự xuất hiện của ninja siêu cấp SP Orochimaru Tiên Nhân. Đây là vị gì nhỉ? Support gì nhỉ? SP Orochi, vị ninja SP cuối cùng xuất hiện rồi theo như thông báo của nhà phát hành. Đây là con ninja SP cuối cùng sẽ xuất hiện và nó sẽ quay vòng, trừ những con gì nhỉ? Siêu SP ra thì mình không nói nhé. Còn bây giờ nó sẽ quay vòng những con như thế nào nhỉ? Nó sẽ quay vòng trở lại với nó sẽ quay vòng trở lại với Sasuke lục đạo, với Kakashi, Susanoo, Itachi Uế Thổ. Nó sẽ quay vòng những con Mada lục đạo, nó sẽ quay vòng lại những con SP này nhé các bạn nhé. Còn những con siêu SP mới thì nghe đồn là cứ một tháng nó sẽ ra một con siêu SP mới anh em nhé. Sự xuất hiện của Orochi Tiên Nhân anh em nhé. Nào, chúng ta cùng xem qua một chút về Orochi Tiên Nhân này nhé, để xem con này thuộc dạng gì anh em nhé. Đây, nó sẽ quay vòng lại gì nhỉ? Nó sẽ quay vòng lại Obito lục đạo này, quay vòng lại Gai Bắt Môn này, Mara lục đạo này, Nagato này, đúng không? Nó sẽ quay vòng lại những con đó nha anh em nhé. Đây, chúng ta cùng xem bộ kỹ năng của Orochi Tiên Nhân. Hàng giữa, đặc tính triệu hồi Hokage đệ nhất đến đệ tứ, bút toàn đội, hút HP, hồi sinh, biến địch thành rắn. Đó là những cái đặc tính của con Orochimaru Tiên Nhân này các bạn. Bộ kỹ năng Uế Thổ chuyển sinh, sử dụng cấm thuật thông linh dị giới để triệu hồi 4 Hokage từ đệ nhất đến đệ tứ, mỗi trận chỉ sử dụng một lần. Vật triệu hồi chỉ được dùng một số kỹ năng. Tiếp theo là tiên thuật Địa Long Động, khi vào trận sẽ thi triển tiên thuật hỗ trợ đồng đội, tất cả đồng đội tăng 50% tốc độ công, tăng nhiều lực chiến, duy trì trong 8 giây. Ở con này nó là một cái phiên bản nâng cấp của con Hinata thì phải các bạn. Nó chính xác là như vậy nha anh em nhé. Tiếp theo chúng ta có chú ấn chi thuật, cấy ấn chú vào tất cả kẻ địch, hấp thụ dần chakra của chúng trong vòng 5 giây và toàn thể đồng đội tăng chakra, ngẫu nhiên hấp thụ HP một kẻ địch, bản thân tăng HP duy trì 5 giây. Đó là chú ấn chi thuật. Và skin cuối cùng của nó là bất thi chuyển sinh, khi lần đầu bản thân bị tiêu diệt sẽ đoạt cơ thể một kẻ địch ngẫu nhiên và hồi sinh, tăng nhiều HP, kẻ địch bị đoạt cơ thể sẽ biến thành rắn trong thời gian dài và ở trạng thái hấp hối. Nó là một sự kết hợp giữa, nó khá là giống cái tin của thằng Itachi Uế Thổ này các bạn nhỉ. Nhưng mà Itachi Uế Thổ là khi chết cái là nó sẽ cướp mạng của kẻ địch và nó cũng chết theo. Nhưng mà con Orochimaru Tiên Nhân này thì nó chỉ là gì nhỉ, nó cũng cướp kẻ địch, nó cũng cướp thân thể kẻ địch, nhưng mà không làm cho kẻ địch chết mà nó chỉ hấp hối nha các bạn nhé. Nhưng mà bù lại thì Orochimaru Tiên Nhân này nó sẽ được hồi sinh nha các bạn nhé, đúng không? Đây là một cái phiên bản nâng cấp của con Hinata nha các bạn nhé. Nó chính xác là một cái phiên bản nâng cấp của con Hinata này, đúng không? Nó chính xác là một cái phiên bản nâng cấp của Hinata này này. Dù các bạn mà đang chơi Hinata trong đội hình, các bạn muốn thay thế một con nào đó để các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể lấy con Orochimaru Tiên Nhân để thay cho con Hinata này các bạn nhé. Nó y hệt như vậy, nó không khác cái gì cả. Nó không khác một cái gì về bộ kỹ năng này phải, đúng không các bạn? Nó không khác gì bộ kỹ năng này các bạn này. Hỗ trợ đồng đội này, tăng công này. Đây, ví dụ như con Hinata này 25% tốc độ công, thì con gì nhỉ, Orochimaru Tiên Nhân kia là 50% tốc độ công nha các bạn nhé. Nó y hệt như vậy, nó không khác gì nhiều đâu các bạn. Nó không khác gì nhiều so với con Hinata đâu nhé. Nó không khác gì nhiều so với con Hinata đâu anh em nhé. Đó là sự xuất hiện của Orochi Tiên Nhân này, Orochimaru Tiên Nhân đấy các bạn nhé. Rồi, để chúng ta sẽ ước nó một phát này các bạn. Có một vé cái ước luôn. Shop lục đạo, shop lục đạo thì nó cũng sẽ không cho đổi con gì khác ngoài con chính bản thân nó đấy các bạn nhé. Không cho đổi con gì khác ngoài bản thân nó đấy. Sự kiện của tuần này, cùng xem sự kiện của tuần này có những cái gì nhé các bạn. Sự kiện của tuần này đây các bạn. Đây là vẫn sự kiện cũ này các bạn này. Sự kiện hạn giờ, sự kiện kết thúc sau 6 ngày. Đây, sự kiện mới này các bạn. Vẫn là cái gì nhỉ, mảnh phù văn nhá. Quý tuần, quý tuần cũng quý tuần mới luôn các bạn. Gói 300.000 các bạn sẽ nhận được dương chọn chiến hồn và quả thức tỉnh. Ngày 7 các bạn sẽ nhận được một cái bảo vật. Quý tuần đây các bạn, quý tuần thì tuần này nó sẽ chuyển sang thành cái chuông mèo nha các bạn nhé. Đây, chúng ta cùng xem chuông mèo đổi được cái gì. Chuông mèo thì vẫn vậy à? Vẫn như thế đấy các bạn nhé, không khác gì nhiều so lắm so với những cái lần trước cả. Vẫn như vậy các bạn,
không khác một tí gì luôn đấy các bạn. Nó không thay đổi bất kỳ một cái gì, nó chỉ thay đổi cái vật phẩm thôi. Nó chỉ thay đổi cái tên của vật phẩm đấy các bạn, còn đổi tất cả mọi thứ vẫn y như vậy nha các bạn. Vẫn y như vậy. Nó vẫn cho đổi mình nhớ y như xì lần trước, vẫn cho đổi gì nhở, mảnh Naruto tiên nhân với giá là 40.000 luôn các bạn. Cái con này là ngày xưa nào nghĩ cho con này làm gì nhở? Con này phế lòi nên nó mới bán thẳng nhé các bạn. Nhưng con nào phế nó bán thẳng một kim cương đấy các bạn nhìn thấy, đúng không? Chứ bình thường là để mà sở hữu một con như này là anh em phải tốn đâu đó tầm khoảng 100k kim cương đúng không? Một con SP bình thường mà vào quay ước đúng không? Một con SP bình thường vào quay ước như thế này anh em phải tốn ước 10 lần như thế này, anh em phải tốn 100k SP anh em mới có thể sở hữu. Nhưng mà do cái con gì nhỉ? Do con Naruto tiên nhân nó phế quá. Anh em hình dung không? Nó phế quá nên nó chỉ bán với giá một nửa thôi. 40.000 kim cương là anh em đã có thể sở hữu được nó rồi. Tiếp theo này, vẫn bán với con này nha các bạn nhé. Vẫn cho đổi với con này. Obito lục đạo, Mara lục đạo, Sasuke lục đạo, Tatsunade Bách Hào, Itachi Uế Thổ, đúng không? Pain Thiên Đạo Cuồng ở trong này đáng nhất là anh em sẽ đổi con Pain Thiên Đạo Cuồng đi anh em nhé. Đúng không? Đáng nhất là đổi con Pain Thiên Đạo Cuồng. Gai Bát Môn cũng ngon. Đó. Nói chung Obito lục đạo cũng được. Nói chung ở trong này đổi thì ok nha các bạn nhé. Đổi SP này thì ok hết nha các bạn nhé. Không sao cả. Vẫn như thế, không khác một cái gì luôn anh em. Không khác một cái gì. Nó không khác một cái gì luôn anh em ạ. Đúng không? Y xì như vậy. Không khác một cái gì trong cái sự kiện vừa rồi anh em. Nó không khác một cái gì luôn. Không khác một cái gì nha anh em. Flex sale. À cái gói này vẫn chưa hết các bạn. Đây. ST mới xuất hiện trong vòng 6 ngày này các bạn. Đó, hạn mua. Ưu đãi SP mới ra mắt. Ưu đãi SP mới ra mắt thì nó cũng không khác cái gì các bạn. SP mới ra mắt nó cũng không khác một cái gì nhé anh em. Sự kiện đặc biệt đăng nhập ngày 8 qua suốt siêu SP vẫn vậy. Đây sự kiện tích nạp này, tích nạp anh em sẽ nhận được vé siêu SP. À cùng xem cái thì nhờ chiêu mộ của tuần này đấy các bạn. Cùng xem cái chiêu mộ của tuần này xem nó đổi về con gì chưa anh em. Ai 150 vé thì các bạn sẽ nhận được Kabuto tiên nhân nha anh em nhá. 150 vé anh em sẽ đổi được Kabuto tiên nhân. Nó đi cùng với cái sự kiện gì nữa không này nhỉ? Nó có đi cùng với cái sự kiện gì không này? À nghe nói có cái gì nhỉ? Tiếp theo nữa chúng ta có siêu SP Minato, nó vào trong cái gì nhở, đất nước ước mơ này các bạn. Ở đây nó vào trong cái đất nước ước mơ này anh em nhé. Đây đúng không, nghe nói rồi anh em, không biết có phải thật hay không. Đất nước ước mơ này quán ngon làng lá đây các bạn nhìn thấy. Trong đất nước ước mơ nó sẽ cho các bạn đổi Minato kiểu vĩ nha các bạn nhé. Đúng không, Minato kiểu vĩ. Trong này nó sẽ cho các bạn đổi Minato Cửu Vĩ này, Kabuto Long Địa Động này, Zira Tiên Nhân này, Sakura Bách Hào này, cùng với đó là gì nhở, Kazage Gala này các bạn này, đúng không? Nagato, Kyuubi, Naruto, đúng không các bạn? Đó. Mà con gì nhở, Minato Cửu Vĩ này nghe đồ là một con siêu SP dạng đam đấy các bạn nhé. Đây, quên mất đấy. Mình vừa nhìn nó ở dưới này luôn các bạn. Xem bộ kỹ năng của nó nào các bạn. Minato Cửu Vĩ. Hàng giữa, triệu hồi cửu vĩ, diệt nhanh, phong ấn chói, tăng công toàn đội, sát thương theo phần trăm. Bộ kỹ năng của nó, cửu vĩ thông linh, dùng cấm thuật thông linh triệu hồi cửu vĩ trong cơ thể tấn công tất cả kẻ địch. Cửu vĩ miễn dịch tất cả tấn công và sẽ biến mất khi Minato bị diệt. Ái già. Tiếp theo là phong ấn quỷ, phong ấn hai kẻ địch ngẫu nhiên vào quyển phong cấm trong 9 giây, không thể di chuyển và tấn công, gây sát thương theo tỷ lệ HP tối đa của địch. Nếu HP mục tiêu dưới 10% sẽ chạm sát nhanh.
Nó khá giống với con Minato này các bạn nhỉ, nhưng mà à nó khá giống với con gì nhỉ, nó khá giống với con Boruto, nhưng con Boruto ngon hơn đấy các bạn nhé. Con Boruto chảm sát 30% và 20%, con này 10%. Tiếp theo là chakra cửu vĩ, phân phối chakra cửu vĩ cho đồng đội, tất cả đồng đội tăng nhiều sát thương công duy trì 9 giây. Và cuối cùng là thời không phi lôi thần, thông qua phi lôi thần thuật chớp nhoáng xuất hiện trước mặt kẻ, một kẻ địch ngẫu nhiên tấn công 3 lần gây sát thương theo tỷ lệ HP tối đa của địch, bỏ qua thủ. Nếu mà nói về cơ bản thì cái bộ kỹ năng của con Minato kiểu vĩ này nó khá là tương đồng với bộ kỹ năng của con Boruto nhé các bạn, nó khá là tương đồng với bộ kỹ năng của con Boruto này các bạn, nhưng con Boruto ngon hơn nhé các bạn nhé. Con Boruto ngon hơn này, chảm sát ba dưới 30% và chảm sát dưới 20%, ngon hơn nhiều đúng không? Ngon con Boruto thì ngon hơn nhiều nhé các bạn nhé, ngon hơn nhiều so với con Minato kia anh em ạ, thật sự là như vậy. Đó là cái nhìn cơ bản của mình thôi, còn mình không biết các bạn thấy con nào ngon hơn đúng không? Để mình đánh giá đây, con Boruto kia ngon hơn anh em ạ, ngon hơn con Minato kiểu vĩ, ngon hơn thật chứ không phải ngon hơn đùa đâu. Ngon hơn thật chứ không phải ngon hơn đùa đâu nhá anh em nhé, ngon hơn thật chứ không phải ngon hơn đùa đâu. Đó là cái nhìn cơ bản của mình về sự kiện trong cái tuần này, nó không khác gì ngoài sự xuất hiện của gì nhở, Orochimaru tiên nhân và Minato cửu vĩ nhé các bạn, một con là SP thường và một con là siêu SP. Bây giờ để up lên đỏ thì lại thiếu nguyên liệu, thiếu cái gì nhở, chakra thần ấy nhé các bạn. Thiếu cái chakra kia để lên nhỉ, thiếu cái chakra kia để lên à, tích tiêu thể lực đây, chuông mèo đây các bạn, chuông meo 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 đây, thì đi ra sao nó báo cái gì nhỉ, báo cái gì đây? Tranh bá danh sư. Cái này là cái gì đấy các bạn? Xu quyển à? À, mỗi lần được 1 xu các bạn. Mỗi lần được 1 xu. À, đây trong này nó có các bạn xem được đây, hai ông mạnh nhất đánh nhau đây các bạn. Ông Nát và ông Otter King thì các bạn. À, cái này giống như ở đấu trường 2v2 này các bạn. Đây các bạn để xem được. Đúng không? Các bạn để xem được. Ông Nát mà thắng một cách toàn diện luôn. Đây, các bạn để xem được 3 trận chiến đây. Nát. Hai con gì nhở? Hai bên đều như nhau, thiên tài Shisui và Kakashi nhé các bạn. Đây là cuộc chiến 2v2 luôn các bạn. Hai bên y hệt nhau. Bọn này lúc xem lại đánh thì không có tiếng à? À mình không bật tiếng à? À mình không bật tiếng game thôi, sorry anh em, không bật. Đấy. Cuộc chiến của những người gọi là ấy, Susanoo luôn các bạn. Chiến những người gọi là Susanoo, Shisui và gì nhỉ? Shisui và Kakashi nha các bạn. Đánh ngày hết giờ, đang Shisui bên ông ấy, Châu nha các bạn. Châu
dạng châu bò nâng lên đỏ rồi hút máu kinh luôn ạ. Mỗi lần hồi 27.000, 50.000. Sao đánh bãi không chết. Đánh như này chỉ có hết thời gian đấy đúng không ạ? Chứ giết thế nào được đúng không? Kiểu toàn tanker gặp nhau đấy rồi. Kiểu toàn tanker gặp nhau cũng không đánh nổi. Thằng Kakashi bên kia cũng bị giết rồi các bạn. Thua là thua máu đấy các bạn này, đúng không? Đây, thống kê dữ liệu này các bạn. Đúng không? Wow, một con gây được 2 triệu đam, một con gây được có 400k đam nha các bạn nhé. Đó. Đây, Itachi. 2 Itachi. 2 Itachi và Mara nha các bạn nhé. Giáp phết nhỉ. Nhưng mà cũng chắc nữa như trận kia. À không, trận này Itachi chém này kinh hơn đó. Đúng không? Trận này Itachi chém lại khốc liệt hơn đấy anh em nhé. Đúng không? Itachi full thần này chém khốc liệt hơn nhiều. Ok anh em ơi, rồi clip này hôm nay mình xin phép tạm dừng đây thôi. Review cho các bạn xem qua một chút về cái sự kiện một tuần mới thôi. Nó không khác gì nhiều. Đa số con game này đến thời điểm hiện tại này, sự kiện nó sẽ lặp đi lặp lại và nó cũng sẽ chỉ thay đổi cái vị tướng SP cũng như là siêu SP ra mắt mà thôi. Rồi xong, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again và bye bye.